Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Tiền đạo Công Phượng là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam. Anh sở hữu lượng fan khổng lồ trên Facebook, Instagram đủ để có thể kiếm được một số tiền lớn từ quảng cáo. Mới đây, tại một nông trại vườn bơ ở Đà Lạt, danh thủ và anh bạn thân đã khoe một bức ảnh kèm theo dòng trạng thái: kiếm thêm mùa dịch, ai cần thì cứ liên hệ ngay nhé. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Đã từ lâu, Công Phượng và Huy Toàn được người hâm mộ biết đến như là đôi bạn thân cùng tiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cả hai không chỉ gây ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một cầu thủ mà còn cặp kè nhau trong những dự án kinh doanh nhỏ. Mới đây tại một nông trại vườn bơ ở Đà Lạt, Phượng và anh bạn thân Huy Toàn đã khoe một bức ảnh kèm theo dòng trạng thái: kiếm thêm mùa dịch, ai cần thì cứ liên hệ ngay nhé. Được biết, nông trại nho nhỏ này cũng là của Công Phượng và Huy Toàn góp tiền xây chung. Cả hai cùng mua đất và mua giống cây về trồng. Dù sao, việc được trải nghiệm công việc làm nông tại vườn bơ hẳn cũng mang đến những giây phút thoải mái cho Công Phượng và Huy Toàn. Một người thân của tiền đạo gốc Nghệ An còn bật mí rằng Công Phượng cũng đang rất hứng thú với những kế hoạch kinh doanh nông nghiệp. Người đồng hương của Công Phượng là trung vệ Quế Ngọc Hải thì lại chọn cách dành thời gian bên gia đình cùng cô con gái nhỏ trong lúc được nghỉ. Anh chàng đưa cô bé Sunny đi chơi, cùng nhau ngồi xe lượn vài vòng. Cả hai cha con đều tuân thủ việc đeo khẩu trang một cách rất nghiêm túc để phòng ngừa lây bệnh. Nhờ vì tìm hiểu kỹ, đến nay việc kinh doanh của chân rút quê Nghệ An diễn ra khá suôn sẻ, giúp có thêm thu nhập, vừa giúp đỡ nhiều người có công ăn việc làm. Ngoài mức lương đá bóng lên tới 120 triệu trên một tháng, Công Phượng còn có nguồn thu rất lớn từ các hợp đồng quảng cáo và kinh doanh nhà hàng. Công Phượng rất bắt tay trong lĩnh vực kinh doanh và hiện đang là chủ sở hữu của hai quán cà phê của riêng anh, đồng thời cũng đang là đồng chủ sở hữu một quán cà phê cùng người bạn thân Đông Triều tại Sài Gòn. Một người bạn của Phượng chia sẻ, tập trung lớn nhất của Phượng vẫn là bóng đá. Lâu lâu cậu ấy mới ghé ngang hỏi thăm, còn bình thường Phượng vẫn chú tâm vào sân cỏ bởi lúc này cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về bản thân mình. Tuy nhiên hiện tại mọi giải đấu ở Việt Nam chưa có kế hoạch cụ thể cho ngày trở lại, vì thế các cầu thủ có thể thoải mái nghỉ ngơi trong thời gian này. Chúng mình là tin tức mới, các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!